Mấy hôm nay mọi người thi nhau đi lượn, đi dạo, ra đường bắt gặp nhiều xe bán hoa rong ruổi thì em mới chợt nhận ra là đã bắt đầu trường thu rồi các bác ạ. Mùa trường thu nhẹ nhàng sắp tới rồi, các bác đã xét kèo đi đâu tận hưởng không khí này chưa? Hà Nội mỗi mùa thì đều mang một vẻ đẹp riêng, thế nên em chắc chắn là mùa thu là mùa khiến lòng người say đắm và thưởng thức hơn cả. Tiết trời thủ đô trong những ngày sang mùa siêu đẹp được các bác nhỉ. Những ngày này thì mọi con đường, góc phố thủ đô lên lợi tia nắng nhẹ, trong mắt với vẻ đẹp vô cùng mơ màng. Lại còn được điểm thêm những cơn gió hiu mây đầu mùa se se lạnh, đúng là giờ này mà nằm ngủ thật siêu đã. Nhưng mà ra ngoài đi lượn vài vòng thì còn đã hơn các bác ạ. Gì chưa, em vẫn mê nhất ở mùa thu là được thưởng thức cốm Hà Nội dẻo thơm, sấu chua chua ngọt ngọt hay là món chả dươi siêu đông lạnh. Chị em nào mê sống ảo thì nhất định là phải tranh thủ mấy ngày này đi dạo vài vòng mua một bó hoa nhỏ chụp concept đầu thu Hà Nội thôi. Lập thu rồi, chúng ta cùng chào thân ái mùa hè rồi chuẩn bị lịch trình ăn chơi cho mùa đẹp nhất trong năm này thôi. Bác nào còn gợi ý nên đi đâu nữa vào những ngày chấm thu này thì comment xuống bên dưới cho em biết với nhé.